đứng trên ngón tay. Đấy, máy nó chạy thế không? Có không? Có. Đây chạy rồi. Rồi đây chạy. Gần thủ. 10, 12. Ngày hôm nay buổi sáng thầy coi như là chửi mẹ cả cái ghe vì coi như là vừa cái que ở trên mẹ cá nó ăn thấy đéo nóng được, nên mà lại thầy chửi mẹ sấp cả mặt coi như là que ở trên đầu. Mẹ. Bốn phát rồi đấy. Cần nhỏ. Con này chắc được khoảng 6 ký không? Còn miệng về nhiều ký luôn á. Dạ. Cũng còn mình miệng. Còn mình miệng nhiều ký luôn. Này là 6 ký. Nó 6 ký. Cái mú. Nếu mà mú thì chỉ là 3 ký. Hình bóng lên. Mú 3 ký không bao giờ chạy cho máy. Mú nó có chạy không? Mú cái này nó tìm bóng lên liền. Con này là ăn trên đấy luôn. Ăn trên nước. Chứ không phải đáy à? Không đáy, thả xuống là nó chụp rồi. Tổng đáy là nó bọc. Mà nó chụp nó tha đi mấy phát thì mình mới biết. Thế thì con này phải 6 ký đổ lên. Được rồi, đấy rồi. Không, con này mẹ nhìn cần đấy thôi. Nữa sâu vậy? Sâu. 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 Nghe xe mà ngay trăm. Mấy sai mày? Gần 100 mét này thôi. Chín mấy mét. Kể ngon tí. Cần hết cả. Sợ cái đuôi khoai to đấy. Cho tao mượn con dao cái này. Tao mượn tao dao cái này. Tao thọc không sinh con cá. Tao không sinh con cá. Tao cắt cho. Bắt đầu. Cứ thong thả thôi nhỉ. Đây thì thoải mái cho chạy mà. Lên có sức được cho chạy thôi. Chạy đây nó không đuối à. Mình nó đuối thì mình kéo nó có sức cho nó chạy. Đây có sợ vướng gì đâu mà thằng Hà nó chặt lắm, cứ đuôi màu cái là phải cưa, cái này bạn nói là cưa bị dây cưa hai kiều quá có phải không? May tay sáng giờ ông may tay. Mùa ngon. Mùa lái con quay mày nó ngắn. Tầm sai thì phải ít rồi. Mày tầm mít chứ. Đang sát đáy luôn à? Lại nói đang thả xuống nhìn được. Bụp mà. Nhưng mà sao mà lại đi ra dây nhiều thế? Ừ, nó tôm dây kéo dây là mình không biết. Tưởng chưa nó hút ngồi luôn đấy. Ôi thấy nó. Mẹ quá mình cứ đóng lê là đá, mà đá đéo đâu đá, mẹ đâu cần cứ kia bảo là đá. Đá thì ảnh đá. Dưa tô thì không? Đó, đó, kê lên đó. Đó, kê rồi. Cắp luôn. Lấy khâu khâu. Cá theo lên đây. Ôi đi mẹ cá lên. Thu. Thu. Phang xuống đây. Máy có nhiều. Đi mẹ đến đây, nó lên đây. Ôi mẹ. Em chờ khuy ra phang. Đó là hiện đuổi theo. Ôi đuổi theo kia. Lấy con mồi quăng ra đi. Đấy phải đăng lên mồi. Hai con luôn ạ. Ừ, đồng lắm có bầy luôn, từ từ. Anh đừng lên cá muội, anh đừng lên cá muội, anh thưa mẹ nó quăng đấy tiếp đấy. Khuy khuy ra xử nốt. Ui mẹ mà bầy luôn này. Bầy luôn đó, nhảy ra. Ui mẹ bầy lắm, từ từ, mẹ lên chậm thôi. Bầy ngon rồi. Ừ, có một sóng bắn chết. Đây này ngay đây luôn này. Bầy ngon. Đây. Cái này dắt luôn, lái xe dắt. Mẹ qua kéo, mẹ xe qua kéo một cọc lớn luôn này. Đây là ở dưới này, bầy luôn này. Cái này không quay cho tao, mẹ bầy cá nó đang đuổi đó là. Dành nó, xí nó. Đấy, đấy. Đấy, đấy. Con kia ở dưới sâu thế cơ. Dạ, cái này khác. Con này là con khác. Đi. Con này khác. Ôi, cái ở dưới vẫn có bầy đó nhá. Quay cái bì. Quay. Cái bì. Quay luôn à. Quay đi bẹp. Adu. Nhưng mà adu. Oh yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Mày thấy anh đoán cân tương đối không? Ui nó xịt máu được kìa. Ui, cái này phải chạy có 45 kg á. Mày thấy tao đoán, tao nhìn đầu cần bắt tao đoán cá bao nhiêu cân đâu. 76 kg. Mày lấy cân về lên, cân như nào? Trong tầm đấy thôi. Anh ấy có cái khấu kìa, anh có cái khấu cân kìa. Có. Ở trong thùng nào? Chẳng biết nằm đâu. Từ từ nghỉ đi. Mẹ nó phòi mà máu luôn. Thua tạ đi.